Hello, xin chào các bạn và các anh chị em nha. Thì theo yêu cầu của nhiều khách hàng, nhất là những khách hàng mới của mình, thì mình sẽ làm cái clip mà ép beta nha các bạn. Thì đây là con máy Nemo của mình nè. Máy này cũng thường thôi nha các bạn. Thì ép beta thì nó sẽ khá là khó đối với những người mới, tại vì nó có nhiều cái quá trình nó hơi lu bu xíu các bạn. Nhưng mà khi mà các bạn ép được một hai lần rồi đó thì các bạn thấy nó cũng dễ thôi, không có khó gì đâu. Đây là con dê của mình nè các bạn. Mà ngoài việc ép copy ra thì mình còn ép beta nữa, nhưng mà cái số lượng beta của mình nó chưa có nhiều, cho nên là mình không có đăng bán trên YouTube nha. Thì hy vọng là qua dịch thì số lượng cá của mình sẽ nhiều và mình sẽ chia cho anh em chơi bán trên YouTube luôn nha. Rồi, ok, mình sẽ dạy các bạn. Đây là những con beta của mình nè các bạn. Tụi này thì cũng thường thôi chứ không có đẹp gì mấy. Thì mình làm chủ yếu để up clip cho các bạn xem. Trong đây thì có con chống ghét, con máy Nemo và những con fancy nha các bạn. Và để mình thả vô những cái khay 7 lít mà mình đã chuẩn bị trước nè. Nước thì mình để cao khoảng 2 lóng tay nè các bạn. Để thấp thấp thôi cho tụi nó khỏe, khỏi phải bơi nhiều. Đây mình sẽ thả con chống ghét ra. Nhìn mình thì thích cái màu phun đỏ thế này nè, nhìn nó cực kỳ bắt mắt luôn. Nó còn hơi cái chấm đen ở trên thân một xíu, nhưng mà ép thôi vẫn không sao hết các bạn. Tiếp theo là một con chống fancy này thì dãy nó cũng còn nhiều ha. Thì mình vẫn thích các bạn, tại vì mình chơi đồ kiển mà, thì mình không có thể chơi theo cái tiêu chuẩn nào hết, miễn nó vừa mắt của mình là mình chơi thôi. Mình thích, mình đồ kiển mình thích mình mới ngắm chứ, nó theo một cái tiêu chuẩn nó thiệt là đẹp đi, nhưng mà nó không vừa mắt của mình á thì mình ngắm cũng đâu có ngắm nó đâu. Vậy thì chơi làm cái gì, miễn sao mà hợp mắt với mình là mình chơi thôi hả. Đây là con máy Nemo, con máy này to to ha, trứng này đẻ tuổi này là đều lứa đầu hết đó các bạn ơi. Con máy Nemo nó đẻ chắc cũng khá là nhiều đó. Tiếp theo là con máy fancy. Con máy thì fancy này thì nó nhỏ hơn một xíu, nhưng mà bụng cũng khá khá ha, bụng cũng khá là ok đó. Lứa đầu không biết đẻ nhiều hết đây, ở đuôi tiên nha các bạn. Vừa thả vô là tụi nó kè nhau liền kìa. Đó, bên đây thì khay này thì mình sẽ để cái cặp này luôn. Con máy này nó xanh xanh, cũng màu xanh cũng khá là đẹp đó, đẹp mà các bạn. Tại cái tiêu chuẩn các bạn thích màu đỏ nhiều thôi, chứ mình thấy màu xanh nó vẫn rất là đẹp luôn, xanh dương. Đây một con chống fancy có copper nè, chống này thì cũng khá là to. Thích những màu lạ đó các bạn. Thì cái này là cái đích của cái ly nước mía, mình cắt ra mình để vô đây để cho con chấm nó làm tổ ở trong đây nè. Con chấm nó đẻ cái trứng nó, nếu như nó nằm ở dưới cái đáy của cái ly mình vẫn nhìn thấy được hết các bạn. Đó, ba khay nào mình cũng để hết nha. Ok, rồi giờ thì mình sẽ múc cái con máy vô trong cái ly nha, để cho tụi nó làm quen. Mình thì thả từ sáng tới chiều, là cho nó làm quen từ sáng tới chiều là mình thả ra rồi các bạn. Chủ yếu là trong khoảng nửa ngày đầu là mình cho con trống nó tập trung nhả bọt thôi, nó kè kè nó nhả bọt. Còn nhầm khi mình ép mình cứ thả đại con chống máy vô liền thì nó vẫn đẻ thôi các bạn. Ép cũng hên xui, nhầm khi cho làm quen rồi thả ra tụi nó vẫn đá lộn mà mầm không ép được luôn. Đây mình sẽ để vô cái ly hết nha. Rồi mình sẽ để đây cho tới chiều. Tới chiều thì mình sẽ lại mình thả ra nha.
Ok, đây là buổi chiều nha các bạn. Mình đã thả ba con mái ra rồi nè. Đó, con trống nó dí mái kìa. Đuôi xè rất là to hết các bạn. Rất là đẹp luôn. Rồi, à, hai con này nó đang bạo gâm này các bạn ơi. Thì tụi này lúc mà mình mới thả ra nó sẽ rượt nó dí nhau nha. Nhưng mà không sao hết các bạn. Các bạn cứ để yên vậy thôi. Mà mới đầu các bạn thấy nó rượt nhau rồi các bạn sợ tụi nó cắn chết nhau cái kiểu, nhưng mà không có đâu. Con trống nó chỉ cắn cho con mái nó sợ gì thôi rồi nó xếp. Đây, bên đây con trống cũng rất là sung nha. Thì con trống sung sung gì thì tụi nó ép sẽ rất là ok nha các bạn. Sợ là con mái, mái đầu mình sợ con mái này nó bự bự hơn trống nè. Thì sợ con mái nó cắn ngược lại con trống. Nhưng mà mình sẽ đợi kết quả ngày mai thử coi tụi nó sẽ như thế nào nha. Hy vọng là con trống này nó ép nổi. Đây, hai đứa này nó hiền dữ ta. Cái này con trống nó chưa nhả bọt các bạn, quá ít bọt luôn. Cái này thì có nè, nhưng mà cũng chưa nhiều lắm nha. Đây, cái này thì nó khá khá hơn nè. Ok, mình sẽ để kết quả ngày mai đây. Đây là chiều tối ngày 29 tháng 7 nha các bạn. Đây thì cái khay này tụi nó đã đẻ rồi nè. Đẻ được một cái ổ cũng khá khá nha. Lứa đầu mà đẻ gì là rất là ok rồi. Thì con trống nó sẽ vẫn dí mái nha các bạn. Nó sẽ đánh đuổi con mái để cho con mái nó sợ. Nó không có chui vô cái ổ trứng này. Nó phá thì nó ăn trứng đó các bạn. Con trống làm việc gì là rất là tích cực ok rồi đó các bạn ơi. À, nhìn ổ trứng cực kỳ thích ha. Rồi cái khay kế tiếp thì con trống nó đang ở trong ổ trứng nè, nó đang giữ trứng nè các bạn. Đẻ được con mái bên đây thì đẻ được cái ổ trứng cũng không có to lắm. Nó cũng do nó nhỏ hơn con mái bên kia mà. Thì con trống nó đang lẩn quẩn ở trong cái ổ trứng này để nó giữ trứng nè. Con mái thì bị đuổi ra khỏi nhà ở luôn rồi các bạn. Đang ở ngoài đường nè. Thì đó, con trống nó kè kè con mái ha. Con trống phải làm việc gì chứ. Chứ nhầm con trống nó ít dí mái các bạn. Nó để cho con mái ăn hết trứng luôn. Rồi nhầm con trống tào lao thì nó ăn luôn trứng luôn các bạn. Chứ nó không có ấp trứng được. Thì mấy con trống nó coi như bỏ rồi các bạn. Mà cũng có thể do là lần đầu nó ép cho nên là tụi nó không biết thì tụi nó vẫn ăn nha. Nhưng mà theo kinh nghiệm của mình thì con nào ăn thì bỏ, lấy trống khác ép. Thì giờ mình sẽ vớt mái ra nha. Đây, mình vớt từ từ thôi chứ động nước nhiều quá tụi nó quậy cũng hư cái ổ hết. Mình vớt bằng tay luôn các bạn. Đó, con trống mặc dù mình đưa tay vô nhưng mà con trống nó vẫn không có sợ nha. Con trống mà nó dạng gì thì nó giữ con khá tốt á. Bắt con mái này ra luôn. Đó, hai con mái được hai cái ổ trứng. Rồi còn cái khay này thì mình sẽ đậy lại luôn và đợi kết quả ngày mai xem tụi nó có đẻ hay không nha. Rồi khi nào mà tụi này nó nở thì mình sẽ quay lại cho các bạn xem nha. Hôm nay là ngày 31 tháng 7 nha các bạn. Thì trước mắt các bạn là những khay mà mình tách đẻ những con cá mái guppy nè. Thì theo yêu cầu của những anh em mà thích tách đẻ thì mình sẽ tách thử luôn. Quay lại cái quá trình tách cho anh em xem. Đó, đây là dòng quay coi sọt nha các bạn. Rồi bây giờ mình quay lại cái việc chính của mình là những con beta đây. Mình sẽ xem tình trạng tụi nó nha. Rồi đầu tiên là cái khay khó đẻ đây. Để xem kết quả như nào. Và tụi nó vẫn chưa đẻ các bạn ơi. Thì chắc cái cặp này thì mình phải tách ra mình dưỡng lại thôi. Để đỡ tốn thời gian chứ tụi nó không chịu đẻ rồi. Không biết là do con trống hay con mái nữa. Rồi còn cái khay bên đây. Các bạn thấy gì chưa? Mấy cái chấm đen đen nhỏ nhỏ này là nó nở rồi nè các bạn. Đó cũng khá là đông ha. Rồi. Đó có mấy con ngọ ngoại kìa. Nở rồi. Đó thấy không, các bạn thấy rất là đơn giản nha. Cái quá trình ép rất là đơn giản thôi. Không có gì khó hết.
thì con trống nó sẽ vòng vòng cái ổ trứng này nó giữ con nha. Những cái con cá con mà nó rớt ra ngoài, rồi những cái con mà nó bơi khỏi ổ đó, thì con cá trống nó sẽ ngớp nó nhả lại cái ổ bọt. Tại vì mấy con cá con nó mới nở nó không có bơi được hết các bạn, nó chỉ bơi vòng vòng thôi, chưa có bơi ngang được đâu. Thì bên đây cũng nở rồi nè, nhưng mà nở ít ha, ít hơn bên kia đó. Thấy mấy chấm đen đen đó là cá con đó các bạn. Ui nhìn thích ghê luôn ha. Bên đây thì con trống nó cũng đang giữ con đây. Hai con này thì nó không có ăn con rồi các bạn ơi. Mừng ha. Chứ gặp xui xui gặp con trống nó ăn con là coi như xong luôn. Đó. Bạn các bạn nhìn thấy dưới đáy kìa có một cái con, nó con cá trống nó ngớp con cá con lại đó. Nó không phải ăn nha các bạn. Nó ngớp con cá con trong miệng á rồi nó nhả lại bọt thôi. Đây nè, nó đã ngớp con cá con lại nè. Đó, không phải ăn nha đâu nha các bạn. Các bạn đừng có sợ quá. Con nào nó ăn là nó ăn hết rồi, các bạn không có thấy được đâu. Rồi ok, bước đầu vậy là rất là thành công rồi. Thì mình đợi khi nào mà con cá con nó bơi ngang được thì mình sẽ quay clip lại cho các bạn cái cách mà cho các con ăn nha, và thức ăn của tụi nó là gì luôn nha. Rồi ok, cảm ơn các bạn đã xem video nha. Nhớ đăng ký kênh giúp mình nha các bạn, để theo dõi những cái khuyến mãi mà mình hay ra trên cái kênh của mình nha. Và mình sẽ chia sẻ những cái kinh nghiệm nào mà mình biết được để cho anh em mà có thể tham khảo nha.